nhộn nhịp thị trường việc làm những ngày giáp Tết. Thương lái giảm giá xả hàng hoa Tết. Bắt chủ tiệm vàng lừa đảo 50 tỷ đồng. Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẫn trốn tại Lào. Câu chuyện độc đáo hôm nay, bác sĩ và mạng xã hội. Kính chào quý vị khán giả của Góc nhìn trưa nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ tư ngày 7 tháng 2 năm 2024. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Tuân Vũ của chương trình Góc nhìn trưa nay. Chỉ cách Sài Gòn 2 giờ di chuyển, sắp xuất hiện Wellness Resort hàng đầu Việt Nam tại Hồ Tràm, nơi hệ thống tiện ích Wellness được nâng lên một tầm cao mới. Đón đầu xu hướng Wellness Investment, đầu tư 20% chỉ 600 triệu đến khi nhận nhà. Best Western Premier Tram Resort Hồ Tràm, về với ngôi nhà Wellness của riêng mình. Thưa quý vị, trong xu thế xã hội phát triển thì nhu cầu tìm người giúp việc những ngày cuối năm trở nên nhộn nhịp hẳn ra. Đây cũng là thời điểm bận rộn nhất của những chị em phụ nữ trong các tổ giúp việc nhà ở các địa phương. Dù ở tuổi ngoài 70, nhưng cô Nguyễn Thị Hòa, ngụ ấp Hòa Ninh, xã Long Thắng, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, đã tham gia tổ phụ nữ giúp việc nhà của ấp gần 5 năm nay. Vào thời điểm này, công việc lặt lá mai được tổ thực hiện thường xuyên và hầu như không có thời gian rảnh. Tuy mệt nhưng có thêm thu nhập, cô Hòa cũng rất vui. Thấy mình vô cái đội này nó vui mà lại mà nó cũng có tiền thu nhập vô trong gia đình. Đó, như là ngày Tết cái mình làm được một hai triệu gì đó, cái mình mua bánh mứt đồ này kia vô. Bên cạnh công việc lặt lá mai thì việc dọn dẹp vệ sinh nhà hay chùi lư đồng những ngày Tết cổ truyền cũng nhộn nhịp không kém, giúp chị em phụ nữ nông thôn có thêm ít tiền mua sắm ngày Tết. Là người ta mướn rất là nhiều, nên là làm cũng không có xuể nữa. Thì chị em xúm nhau lại rủ nguyên trong cái tổ ra, thay phiên nhau đi chia tốp thì đập lá mai, tốp thì lau chùi lư, rồi dọn dẹp nhà rồi vậy đó. Làm thì bình quân vậy thì khoảng ngày khoảng cũng trăm mấy, 200. Có được một số tiền để mà chi tiêu trong ngày Tết, ví dụ như mua quà bánh đồ này thêm trong ngày Tết. Tuy thời gian nhộn nhịp của công việc này không kéo dài, chỉ gần một tháng, nhưng cũng giúp chị em phụ nữ ở nông thôn có thêm nguồn thu nhập, lo cho gia đình những ngày Tết đến xuân về. Thưa quý vị, thời điểm này do nhu cầu sử dụng cỏ nhung để phục vụ trang trí các công trình phục vụ Tết tăng cao, nên giá cỏ nhung ở thành phố Sa Đéc cũng tăng mạnh, giúp người trồng cỏ phấn khởi. Cụ thể, hiện tại tùy theo chất lượng cỏ, thương lái đến tại ruộng thu mua với giá dao động từ 20.000 đồng đến 23.000 đồng một mét vuông. Giá bán này tăng hơn 4.000 đồng một mét vuông so với cách đây 10 ngày. Theo tính toán của người trồng cỏ, với giá bán hiện tại, chỉ trồng trong khoảng 20 ngày, sau khi trừ chi phí, mỗi công cỏ nhung, người trồng có lời hơn 6 triệu đồng. Theo nhiều thương lái, giá cỏ nhung sẽ còn tăng trong những ngày cuối năm do lượng cỏ đang ít dần, trong khi nhu cầu trang trí tại các công trình đang tăng mạnh. Hiện tại, trên địa bàn thành phố Sa Đéc có vài chục hộ trồng cỏ nhung, tập trung nhiều nhất ở xã Tân Khánh Đông, Tân Quy Tây và một phần ở phường Tân Quy Đông. Với đặc tính là dễ trồng, ít tốn công chăm sóc và mau thu hoạch, nên nhiều người chọn trồng. Tuy nhiên, người trồng cỏ cũng cần thận trọng, vì trồng ồ ạt sẽ dẫn đến cung vượt cầu, giá bán không ổn định. Những ngày cận Tết Nguyên Đán, nhiều cửa hàng hoa ở Hà Nội bắt đầu giảm giá để tăng sức mua. Nhiều cửa hàng hoa giảm giá từ 20 đến 30%, thậm chí treo biển bán đồng giá. Tại chợ hoa Tết lớn nhất quận Hà Đông, Hà Nội, đào, quất, hoa lan ngập tràn các dãy phố. Một số thương lái bán quất trưng Tết đã treo biển giảm giá chỉ từ 100.000 đồng một cây. Những cây quất trước đó có giá 200.000 đồng đến 300.000 đồng cũng được giảm để phù hợp với sức mua, kinh tế của người dân. Bên cạnh sắc đào đỏ thắm đặc trưng của miền Bắc, những cây mai vàng chủ yếu được nhà vườn thương lái mang ra từ tỉnh Bình Định. Theo các nhà vườn, năm nay, thị trường mai vàng tại Hà Nội khá khó khăn do thời tiết thay đổi khiến mai nở sớm hơn dự kiến. Một số thương lái đã bắt đầu xả hàng đồng giá 800.000 đồng một cây, trong khi đó chỉ cách đây một tuần, những cây mai này có giá hơn 1 triệu đồng. Trong khi các thương lái lo xả hàng trước Tết,
thì những nhà vườn cất công mang từ Bình Định ra Hà Nội xác định nếu không bán được giá sẽ chấp nhận mang về vườn. Các thương lái chia sẻ thị trường hoa năm nay có phần ảm đạm hơn mọi năm. Người dân chủ yếu lựa chọn trưng các loại hoa cây cảnh có giá cả phải chăng hoặc đơn giản chỉ là cành đào, cành quất nhỏ cho có không khí xuân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị đến với những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã bắt Võ Thị Thu Hồng, 54 tuổi, trú xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, là chủ tiệm vàng, về hành vi lừa đảo hàng trăm người dân làng chài, chiếm đoạt trên 50 tỷ đồng. Theo điều tra ban đầu, Võ Thị Thu Hồng lấy danh nghĩa là chủ tiệm vàng Kim Hồng Phát để vay tiền của người dân vùng biển Bình Châu. Có gần 200 người dân cho bà Hồng vay trên 50 tỷ đồng, nhưng sau đó bà Hồng mất khả năng trả nợ. Công an xác định bà Hồng dùng thủ đoạn gian dối khi nói vay tiền của người dân để kinh doanh, nhưng thực chất là để trả các khoản nợ và lãi vay khác. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật. Công an huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa bắt giữ Bùi Thị Hương, 38 tuổi, ngụ xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành để điều tra hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thạch Thành phát hiện trên địa bàn xã Thành Mỹ xuất hiện một đối tượng hoạt động tín dụng đen chuyên cho vay lãi nặng. Bước đầu công an xác định một phụ nữ ở xã Thành Mỹ có vay của Hương số tiền 50 triệu đồng với lãi suất 3.000 đồng một triệu một ngày. Đến tháng 10 năm 2023, Hương thu lời bất chính lên tới 170 triệu đồng từ việc cho người này vay lãi suất cao. Ngoài ra, Công an huyện Thạch Thành còn phát hiện từ cuối năm 2019 đến khi bị bắt, Hương đã cho nhiều người khác ở xã Thành Mỹ vay tiền với lãi suất cắt cổ, thu lời bất chính trên 600 triệu đồng. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên cho biết vừa phối hợp với Cục Phòng chống tội phạm ma túy Lào bắt giữ Sùng A Dí, 29 tuổi, trú tại xã Ảng Cang, huyện Mường Áng, tỉnh Điện Biên, là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lẫn trốn tại Lào gần 9 năm. Gần 9 năm trước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Sùng A Dí về tội mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời xác lập chuyên án D715 huy động lực lượng truy bắt đối tượng. Đầu tháng 2 năm 2024, qua công tác nghiệp vụ và kết quả phối hợp xác minh, trao đổi thông tin với cơ quan chức năng của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Công an tỉnh Điện Biên đã xác định Sùng A Dí đang lẫn trốn tại Lào. Trong thời gian lẫn trốn, Sùng A Dí thường xuyên thay đổi tên tuổi và nơi ở nhằm che giấu thân phận, che mắt cơ quan chức năng. Qua quá trình trinh sát, công an phát hiện đối tượng có tên Sinh Thảo đang cư trú tại cụm Pha Sản, huyện Mường Phương, tỉnh Viên Chăn, Lào, chính là Sùng A Dí. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng của Lào đã tổ chức vây bắt Sùng A Dí sau gần 9 năm lẫn trốn truy nã tại Lào. Thưa quý vị, với kênh truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội khác nhau, nhiều bác sĩ đã dành thời gian để tạo ra những nội dung đáng tin cậy về kiến thức y khoa cho cộng đồng. Bên cạnh công việc về chuyên môn, họ còn nỗ lực hết mình để thực hiện ước mơ ai cũng biết chăm sóc cho chính mình. Vậy các bác sĩ sáng tạo nội dung như thế nào? Chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay sau đây. Đây là cách mà bác sĩ Lê Thanh Phong tạo ra những video trên TikTok để mọi người hiểu rõ hơn về bệnh tĩnh mạch. Như một phim trường thu nhỏ, nơi đây có đầy đủ thiết bị để bác sĩ Phong sản xuất nội dung clip. Để có những video chân thực nhất, những video được ghi hình ngay tại nơi làm việc của bác sĩ Phong. Nội dung sau đó được đăng tải trên kênh TikTok bác sĩ Lê Thanh Phong. Trong quá trình hành nghề, trong quá trình làm việc hàng ngày thì chúng tôi gặp rất nhiều bệnh nhân có bệnh mạch máu, nhưng mà thường là họ mắc bệnh trong một thời gian rất dài và không phát hiện được bệnh. Ngay cả những cái họ đến những trung tâm y tế mà không chuyên khoa về mạch máu thì các bác sĩ ở đó thì cũng tiên đoán một phần bệnh và không có cho một cái chẩn đoán chính xác như một cái quá trình cũng như một cái liệu trình điều trị phù hợp. Chính vì những cái lý do đó mà đa phần là bệnh nhân đến trong một cái giai đoạn muộn của bệnh. Chuyện đó làm
cho việc điều trị trở nên khó khăn và cái chi phí điều trị nó tốn kém hơn rất nhiều lần. Thì qua cái những câu chuyện đó thì chúng tôi nhận thấy là chuyện mà phổ biến kiến thức về bệnh mạch máu nói chung và sâu hơn nữa là về bệnh tĩnh mạch, bệnh động mạch và bệnh dị dạng mạch máu cho cộng đồng là một chuyện rất là hữu ích. Nó có thể cung cấp cho những người bệnh những kiến thức cơ bản để giúp cho họ nhận diện được bệnh của họ. Và sau đó thì họ đến những cái trung tâm, những cái cơ sở có bác sĩ chuyên khoa về mạch máu để chẩn đoán và điều trị đúng cách. Có thể thấy rằng trong thời đại công nghệ, dù mình là bác sĩ, kỹ sư hay giáo viên đều có thể trở thành nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Đây là cách tốt nhất để đưa những thông tin bổ ích cũng như kiến thức chuyên sâu đến bất kỳ ai một cách dễ hiểu, ngắn gọn và thú vị. Một cái video ngắn mà qua đó chúng ta có thể truyền tải những thông điệp cốt lõi và người đọc, người xem người ta không có tốn quá nhiều thời gian để người ta theo dõi hiệu quả về truyền tải những thông điệp từ bác sĩ đến bệnh nhân qua kênh TikTok, nó ít tốn thời gian và nó hiệu quả. Còn đây là kênh TikTok của bác sĩ Lê Ngọc Diệp. Cũng giống như các nhà sáng tạo nội dung khác, bác sĩ Diệp cũng phải tìm hiểu và nghĩ cách làm sao để các video của mình vừa ngắn nhưng vẫn đầy đủ thông tin, đặc biệt là khi truyền tải về kiến thức y khoa, làm sao cho thật dễ hiểu nhưng không được khô khan hay dài dòng. Thì trước đây thì mình cứ nghĩ TikTok đó là một cái kênh dành cho giới trẻ, cho những bạn thích ca hát nhảy múa với những cái video clip ca nhạc thôi. Nhưng mà khi mà tôi bắt đầu tìm hiểu thì tôi cảm thấy rằng là đây là một cái kênh truyền thông nó rất là đa dạng, và đó là một trong những cách mình đến được với những kiến thức của người dân của mình. Thì 2 năm mà tôi xây dựng cái kênh truyền thông này thì thật sự có rất là nhiều chuyện vui buồn ha. Cái lượng kiến thức mà mình tải lên trên cái kênh nó cũng đã gặp được rất là nhiều người. Có nhiều bạn khi gặp tôi ngoài đời thì nói là nhờ cái bài nói cố đó của bác mà em đã đi tầm soát ung thư cổ tử cung. Bác sĩ Diệp luôn tìm cách truyền tải kiến thức một cách hấp dẫn và không bị nhàm chán bằng những video ngắn trên TikTok. Những video chia sẻ kiến thức y khoa về sức khỏe chính thống đã giúp cho nhiều người cập nhật những thông tin bổ ích. Tôi quyết định là tôi cũng sẽ xây dựng một cái kênh riêng cho mình, là bởi vì có chẳng hạn như có một cái vấn đề đó, một ngày có thể là đến 3 bệnh nhân cùng đến hỏi mình, nhưng mà hỏi 3 thời điểm khác nhau. Và để mà nói cho tường tận hết thì chúng ta phải mất 3 phút, 5 phút. Trong khi rằng là một ngày thì có khi chúng ta tiếp xúc rất rất là nhiều bệnh nhân. Vì vậy tôi nghĩ rằng là những cái phần mà tôi chia sẻ cho bệnh nhân này và bệnh nhân khác trên cái nền tảng chung, nếu như mình tạo thành một cái bài nói để cho họ sau này, tôi nói về em sẽ coi bài này nhé, mà bạn sẽ coi bài này nhé, thì nó sẽ đạt được cái hiệu quả và họ sẽ hiểu hơn. Ở một khía cạnh khác thì tôi nghĩ rằng khi mà người dân người ta hiểu về y tế nhiều hơn, họ có kiến thức về y tế nhiều hơn, thì cái phần trao đổi của bác sĩ với bệnh nhân nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Với nỗ lực không ngừng nghỉ trong công việc chuyên môn tại nơi làm việc, các bác sĩ còn cống hiến cho cộng đồng bằng những nội dung giáo dục sức khỏe, trang bị kiến thức cho người xem. Càng ngày tôi càng nhận ra là truyền thông trong y tế cực kỳ quan trọng. Là bởi vì nếu chúng ta truyền thông một đối một với người bệnh đó, thì chỉ có một người bệnh hiểu thôi. Nhưng mà nếu chúng ta truyền thông đại chúng, chúng ta sử dụng những cái kênh truyền thông như báo chí hoặc là những cái mạng xã hội, thì cái thông tin y tế nó sẽ đến với nhiều người hơn, để họ có thể tự bảo vệ sức khỏe, chứ không phải là lúc nào cũng phải cần đến bác sĩ để bảo vệ sức khỏe cho họ. Đó là một cái em bé miền Trung. Em này là một người trẻ tuổi, năng nổ và có những cái hoạt động trên mạng xã hội rất là nhiều. Tuy nhiên là thời mới sinh ra đó thì bạn có một cái bệnh về mạch máu bẩm sinh. Qua TikTok thì bạn đó phát hiện ra mình và bác sĩ Phong và đến đây để được khám. Sau khi khám chẩn đoán chính xác thì bạn ấy được điều trị theo một cái kỹ thuật mà đương đại, tức là kỹ thuật mới bây giờ đó, qua can thiệp nội mạch. Sau khi chữa xong thì trước đó thì bạn nhân đi cái chân rất là đau và cà nhắc trong thời gian rất lâu đó. Nhưng mà sau khi chữa xong theo phương pháp mới thì bạn ấy có thể đi đứng và rất vui vẻ. Đi đứng trở lại công việc rất bình thường và bạn ấy thực sự là hài lòng
và pha một chút ngạc nhiên về kết quả của điều trị. Thì đó là những cái trường hợp điển hình. Trong rất nhiều trường hợp khác, nó là động lực, nó tạo cảm hứng cho mình tiếp tục phát triển cái kênh TikTok của mình, hoặc là những cái kênh, những cái mạng xã hội khác. Nghĩ là cơn bệnh này nó sẽ đi theo em suốt đời. Tại vì ai cũng nói là bệnh này khó chữa, ngày kia nên là không chữa được. Khi em chữa được rồi em rất là mừng, vui và biết ơn bác sĩ Phong ạ. Không còn đau nữa, em có thể chạy nhảy được, em đi chơi đi này kia được luôn. Dù mệt nhoài với công việc, nhưng hễ có thời gian rảnh là các bác sĩ lại tiếp tục hành trình chia sẻ kiến thức y khoa bằng những video ngắn. Với bác sĩ Phong hay với bác sĩ Diệp, một bác sĩ giỏi không chỉ là chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân, mà điều quan trọng là phải giáo dục sức khỏe cho những người xung quanh để họ không bị mắc bệnh. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc Nhìn Trưa Nay vào lúc 11:30 mỗi ngày trên các hạ tầng của báo Tuổi Trẻ. Mọi đóng góp cũng như những thông tin liên quan, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thoisutvo@tuoitre.com.vn. Chương trình do truyền hình báo Tuổi Trẻ thực hiện với sự đồng hành của Chamrup. Còn bây giờ, Thông Phủ xin kính chào và hẹn gặp lại.